Hello, Xuân chào cả nhà nha. Xuân chào cô chú và anh chị em. Hôm nay Xuân đỡ rồi. Sốt 4 ngày, hôm nay ngày thứ năm, hôm nay Xuân cũng khỏe lại rồi. Và Xuân cũng cảm ơn mấy cô đã điện và hỏi thăm Xuân. Và cảm ơn chị em, anh em đã bình luận và động viên để chúc Sòn mau khỏe lại. Và hôm nay Sòn đã khỏe lại rồi. Và Sòn cũng cuối tháng rồi, cho nên Sòn tranh thủ. Cũng chưa được khỏe lắm nhưng mà Sòn sẽ tranh thủ gán là để ngày mai đi cho quà trên trẻ mồ côi và người già lần 2 của tháng 10. Thì bữa nay Sòn điện ngoài tiệm tạp hóa là chở đồ vô, và bây giờ Sòn chuẩn bị soạn đồ ra đặng ngày mai đi cho. Tại vì sức khỏe của Sòn mới vừa ổn lại đó, cũng chưa được khỏe lắm, cho nên không có siêng lắm, cho nên Sòn không có nấu đồ ăn, và Sòn mua sữa và bánh để cho cuối tháng. Thì tại nay là 28 tháng 10 rồi, thì cũng sắp hết tháng 10, cho nên Sòn cho trong cái tháng 10 này cho xong là trên trẻ mồ côi và người già đó, là một tháng thì cho hai lần. Hôm lần trước thì Sòn cho một lần rồi, và giờ cuối tháng này Sòn cho một lần nữa. Thì do sức khỏe không mới bình phục, chưa được siêng lắm, cho nên Sòn mua bánh cho. Và giờ Sòn sẽ soạn, mời cả nhà, cô chú và anh chị em mình xem video của Sòn nha. Rồi cả nhà, giờ là con mẹ con chuẩn bị soạn nặng mời rồi đi giao nha cả nhà. Đây là sữa. Chiếc này Sòn cho sữa với bánh này là mắc hơn nấu ăn đồ ăn đó cả nhà. Tại vì một lốc sữa này là nó 25.000. 25.000 với cái bịch bánh này nó 10.000 nữa, thì Sòn cho mỗi một phần là một người là bao nhiêu đây? 35.000. 35.000. 100 phần này là 3.500.000. Thì nấu đương nhiên là nó sẽ rẻ hơn rồi cả nhà. Tại nấu thì mua đồ thì nấu mình tiết kiệm được khoản chi phí, còn mua cái này thì cái giá nó đã cố định rồi. Tại nên không bớt được. Sòn mới vừa khỏe lại cho nên không có nấu, không có mua đồ nấu, cho nên Sòn mua bánh và sữa cho. Thì tính ra cái này, cái lốc sữa này là 25.000 và cái bịch bánh này 10.000, thì Sòn cho mỗi một người là một phần như vậy. Là 35.000, 100 phần là 3.500.000. Đừng có lắc máy quá. 100 phần là 3.500.000 cả nhà. Là cho đó là 100 phần. Tại vì mình mua rồi mình nấu thì mình tiết kiệm chi phí được, mình cắt giảm một số chi phí rồi thì được cả nhà. Còn nếu như mua phần này thì cái giá người ta bán là cố định vậy rồi, nên không có giảm được. Còn mình mua rồi mình nấu thì chi phí đương nhiên nó sẽ thấp hơn. Tại mẹ con thì mới khỏe bệnh lại nên con kêu mẹ con thôi khỏi nấu và mua đồ cho đi, rồi chuyến sau mẹ nấu sao. Tại mẹ con thì mới hết sốt cả nhà, sốt hổm là mới nằm mới hết mới khỏe được, nên giờ thì mẹ ngưng nấu bữa nay đi, ngưng nấu đi chuyến này, ngưng nấu đi rồi chuyến sau hả nấu. Tại vì cuối tháng rồi cho đồng cho xong. Rồi không phải không chưa biết nữa.
quá không ạ? Bỏ bánh buộc lại cái vỏ vô bọc này nè, rồi là một bọc ba mấy chục phần vậy đó, bọc hai ba chục gì đó, bọc nhỏ vậy hả? Bọc thì nhỏ cái tháo nó nhỏ, bỏ hai chục được rồi, năm bọc nó 100, hiểu không? Cái này đủ 100 phần nè. Đủ. Có còn kẹo. Kẹo là cho em bé nhé. Cho mấy đứa nít thêm một kẹo nữa đi. Còn cái lóc cái này mẹ con làm số lượng nhiều luôn cả nhà. Để Tết tới rồi, con mẹ con quyết định làm thu cái lóc này nhiều nhiều, số lượng nhiều luôn. Cả nhà ai ăn đặt không có ai giao cho cả nhà. Hôm nay con với mẹ con dặn cái lóc đồng số lượng lớn luôn. Cái lóc đồng có nhiều hơn hết á. Cua cũng nhiều rồi nên con mẹ con sẽ đi đơn cua lên Sài Gòn á, cái nhà hai anh cua cũng đặt luôn đi rồi sẵn tiện đi đơn đó, con giao cho cả nhà trong chiếc trước vậy, chiếc trước con cũng đóng thùng con giao lên cho cả nhà hết mớ rồi, giờ cái nhà cứ đặt nó đi rồi con mẹ con đóng thùng giao lên cho cả nhà. Chiều thì con mới đi chợ về, con có mới tìm được bên giao hàng tiết kiệm, nên con mới ký hợp đồng hợp tác giao hàng với bên giao hàng tiết kiệm rồi, nên sắp tới con sẽ đi khô trà bông, con sẽ đóng con gửi bên giao hàng tiết kiệm ra cho cả nhà, tại vì theo giờ con không có gửi gì theo nữa, vì theo là mất đơn hàng của con rồi, tới hiện tại giờ đến chưa bồi thường đơn hàng cho con nữa, làm con mất uy tín với cô Hà Nội. Cô đặt cô nói lâu quá không nhận được rồi, giờ là cô đi nước ngoài rồi nên quỹ đơn hàng cô bắt phải chuyển tiền trả cho cô. Cô cũng đừng có buồn, con nghe con xin lỗi cô, cái đơn hàng nó xin lỗi cô. Bên nhà xe nó ăn bị mất đơn của con. Con mới giao hàng gửi qua giao hàng tiết kiệm. Để sắp tới con sẽ cải hàng bên giao hàng tiết kiệm nha cả nhà. Không biết có đồ ăn gì cho, có hai lắp sữa này, không có đồ ăn thì cho bánh với mịt bánh với lắp sữa. Rồi xích lên đây nè. Mịt bánh với lắp sữa là hết 30.000. Tính cho mắt nha. Một sáu một tám
cái đầu lắm đó cả nhà. Nhưng mà gác sợ nằm hoài nó nằm luôn. Cho nên gác. Nằm hoài chịu không nổi cả nhà ơi. Mới nó sốt quá thì sốt luôn. Chích mấy cái rồi mới sủi. Sủi cái đùi. Mấy cái thùng này là con có để đóng thùng con đi đơn cho cả nhà rồi đó. Đây được lại mấy cái thùng. Đỡ tôi mua. Mấy hàng của cả nhà cũng đóng cái thùng. Cái thùng này con cắt nhỏ ra con đóng thùng rồi con vô thùng con gửi cho cả nhà. Cả nhà sẽ nhận được một thùng. Và cả nhà sẽ khui ra. Làm cái nhà có mùi chứ con nấu cháo con nấu đồ mẹ con ăn là con mồ hôi nấu đồng đồng nhé mà mẹ con không có dầu mồ hôi đâu nhé mình mẹ thì nó hỏi là mệt mệt mẹ lạnh nó đổ lên không cái nhà. Quay clip mình cho cái nhà thôi là nên không có bắt quạt. Tắt cái quạt thì nó bị ra xèo thật thảo. Không tắt cái quạt cũng được. Để em cho lót nữa nè. Lót với hai lót. Lót có 4 hộp hả? Cho em ít thì người lớn hả? Sao nhiều hơn? Có 4 hộp mà lớn cho ta hàng lớp có 8 hộp rồi 6 hộp chứ 8 đâu 6 hộp nhiều hơn 3 hộp rồi còn chẳng thùng nữa kìa ông ơi, còn thùng, ghi chẳng thùng số, còn thiếu cả nhà, nãy con ghi còn sót một thùng, sót thùng sao mi. Gian được bỏ á.
dai không được cả nhà. Ném thùng bây giờ nấu không được. Ném sẵn không ém được. Gian được bỏ. Cái này lại ra không được. Sáu hộp cái nặng có 4 hộp chứ. Có kẹo mẹ. Ừ, cuốn kéo mới có kéo thôi. Cái kéo rồi nha. Đây hả? Ừ. Như là cái nóng này là 3 triệu rưỡi mà. Ừ. Tổng cộng ở trong phòng này là 3 triệu rưỡi cái nha. Đấy đi. Đấy hồi lộn rồi sao? Nhìn nào biết mà. Hả? Nhìn mà sớm mà. Sao lộn được? Nhìn cứ yên lên đi. Ngày con cả nhà con đang bị mê như cái bộ môn gọi là đi luộc câu cái gì mà câu lùa luộc cá lóc ở cả nhà đi lùa cá lùa để lại con luyện con câu gì nào con cảm thấy con nhắc được con cá con sẽ quay clip cho cả nhà coi tại giờ không quan con thấy cá tát con được còn một không à nên con chưa quay clip cho cả nhà coi cảm thấy trình lại là trình độ con câu cá ok con sẽ quay clip cho cả nhà coi. Cái cảnh mình dịch con cá lên mình quần đồ câu mà lôi cú mà hơi lôi vô. Đây gọi là luyện kỹ năng sát cá cả nhà. Chiều hỏi nhà con bị đứt hết mấy con nợ rồi đó. Rồi cảm giác là cũng săn con cá ok con sẽ quay cho cả nhà coi. Môn này hấp dẫn lắm cả nhà. Cái con rồng của con giờ nó đi xa cả nhà. Nên con đang đợi là con rồng mới về, đợi bé khác về. Cái bé iguana của con giờ nó bỏ nhà nó đi giờ đi mất tích luôn rồi. Nó đi luôn rồi. Khi nào mà ai con dở muốn mắm ăn được mà ai con dở ra thì có gì con đem ra vài trăm gram con gửi cho con chú ăn con lấy thảo với mắm ngoại con có bán dạ con cũng mấy bữa nay mà đang con tử ăn cơm chiều ăn cơm uống thuốc chưa rồi mà con tử nó đau ồ
tay nhân khô mua chả bông luôn đó. Mà muốn ăn mắm thì cứ nhắn tin đặt, khi đặt cái nhà đặt khô và chả bông á, cứ nhắn tin cho con đi rồi mắm mà ngoại ăn được á, con cứ cân ra vài trăm gram con đóng gói chung với đơn khô bên chả bông con gửi cho cái nhà con mới thảo. Chứ mắm nó ngoại con có bát đó, là con cứu nào có đặt khô, đặt chả bông, đặt cua rồi á, là muốn ăn mắm á cứ nhắn tin cho con. Rồi mắm rồi nói bụng quên kẹp mắm ngoại con ăn được thì ngoại con dở mắm thì con lấy vài trăm gram chích gian ít 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 ra con gửi mọi người ít ăn lấy thảo, con lấy giờ ăn lấy gì á, ăn thảo á chứ ngoại con không có bán. Ngoại con làm để nhà cho con cháu con ăn. Còn có cái nhiều bà cô chú hỏi thăm cái vụ mà con đi cái quân sự á, thì con khám đợt đó, khám đợt đầu, khám sơ tỷ rồi cả nhà. Tháng 12 này con mới khám lại thêm một đợt nữa, khám mới đợt sau, khám cái này đậu là đi luôn đó cả nhà. Nhưng giờ chưa biết được, giờ lại mới khám sơ tỷ xong, giờ con ở nhà dưới xã báo lên đó là tháng 12 đi khám một đợt nữa. Chứ tháng 12 con khám con đậu thì con mới đi, còn nếu rớt thì con nhận ở nhà khám được sức khỏe cả nhà, thể chất chiều cao cân nặng tim mạch này kia chi nọ đâu mà chiều cao cũng không dư rồi, cân nặng cũng không dư này chắc con khó thoát rồi. Bây giờ là tháng 10 nè, cuối tháng 10 à? Ừ, cuối tháng 10 rồi này, còn 1 tháng nữa cả nhà. Cả nhà một tháng cái nhà thì vẫn còn thấy con quay clip, nhưng mà một tháng sau nếu như không thấy con quay clip thì cả nhà sẽ trông chờ clip mẹ con đi thăm con nha. Thăm bí thư quân sự chứ mới thăm gì nha trời, nói thăm thăm nói tưởng thăm đi bậy đi. Thế là đậu là đi đó ha, đậu là đi rớt lại nhà đi rồi, nhưng mẹ con bệnh giờ đó. Rồi con đi rồi, bệnh ở nhà ai nữa đi chứ không ai chăm sóc. Nhà có mỗi út rồi. Mẹ út thì mẹ út cũng đâu có bằng ngoại mà. Con ngoại ở trong ru cũng đủ đúng một. Trời ơi, chịu chứ sao. Như cái nhà thấy đêm nó đâu 11, 12 giờ sốt lên rồi. Rồi mà út cổ con ngủ trong buồn, ngủ một phút luôn. Rồi có ai hay. Con ngủ kế, ngủ chung với mẹ con, ngủ kế bên. Còn giặt khăn, giặt đồ lo đó được. Út thì bầu bì còn có con bo nữa. Có bỏ kẹo không? Có. Em ém kẹo là. Sao nói chuyện mà em ém kẹo là. Nó như dễ gì. Cho kẹo mấy đứa nhỏ thôi mình. Thế vậy chứ con mà đi lại nhà gầu lắm cả nhà, buồn liền đó. Rất cảm ơn mấy cô điện hỏi thăm, nghe sổ bệnh điện hỏi thăm tội nghiệp. Và nhắn tin bình luận nhắn tin để động viên thôi. Rất là cảm ơn, rồi rất là mừng. Uống sữa không nè? Uống sữa không? Phát cái gì? Gì? Ừ. Cái bánh còn nhiều nè. Ủa, còn đóng sữa em chưa vô mà. Không có thiếu đâu, tính rồi mà. Chiều tính lại mẹ lại tiệm mẹ tính với bà chủ mà đủ rồi, đủ rồi. Không dư mà không thiếu.
đống như này còn nhiều nè. Rồi đó. Đây này còn đóng cửa như vô. Bây giờ nó đang bỏ loại cọc này. Bỏ loại cọc như vô. Nhiều quá sao nó bể sữa quá rất thơm. Còn dư được chắc cả 2-3 cái kẹo à. Đi bỏ vô luôn đi. Bỏ luôn à? Ừ. Bỏ tại vô, mở bọc ra bỏ bọc 2 cây đi. Nhưng bọc 2 cây, có đứa 2 cây, đứa 1 cây mở ra nó buồn không? Mập một bưởi vậy nè.
bọc đó đi. Không làm em. Đó, bỏ bọc đó nha. Xong cả nhà. Ngày mai sáng mai con mẹ con đi giao nó đi phát cho nó là xong. 100 phần quà. Cái đó là nhiều. Ừ. Hai bọc ấy hết rồi đó. Ừ. Rồi á. Rồi xong rồi cả nhà. Dạ, tối mẹ con dọn dẹp bằng chuẩn bị nghỉ ngơi thì sáng con với mẹ con sẽ đi nha cả nhà. Rồi, bây giờ xong đã soạn xong rồi nha cả nhà. Và ngày mai là bắt đầu sáng mai xong sẽ đi giao 100 phần quà này trên trẻ mồ côi và người già cho xong cái của tháng 10 đó. Cái này là gì là 35.000 mắc hơn cái nấu cơm. Nấu cơm là rồi tính có 2.5 triệu ở này giờ lên tới 3 triệu. 3.5 triệu. 3.5 triệu luôn. 35.000 thì 100 phần 3.5 triệu. Rồi Sòn rất là cảm ơn cô chú và anh chị em đã hỏi thăm sức khỏe và bệnh của Sòn nha. Và Sòn hẹn lại video sau nha. Cảm ơn cả nhà. Chúc tất cả thật là nhiều sức khỏe và bình an nha. Cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye bye.